Người trai ít ai biết của tỷ phú Elon Musk, sở hữu y quy ngang ngửa thiên tài, dạy ba người con thành công chỉ bằng 5 nguyên tắc. Bên cạnh người mẹ tâm lý, Elon Musk cũng có người cha tài giỏi và ảnh hưởng nhiều đến tư duy và con đường sự nghiệp của ông. Trái lại với sự gắn bó và thân thiết với người mẹ mây mất của mình, người ta ít khi thấy tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk nhắc đến cha của mình. Theo đó, cha của Elon Musk được biết đến là một kỹ sư đến từ Nam Phi, Elon Musk. Theo cuộc phỏng vấn với tờ dâu Lisa Tôn vào năm 2017, Elon tiết lộ cha của ông là kỹ sư trẻ nhất đạt chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ở Nam Phi và sở hữu trí thông minh ngang ngửa thiên tài. Mặc dù mối quan hệ giữa hai cha con được cho là không mấy hòa bình nhưng không thể phủ nhận rằng ông và anh chị em của mình sẽ không thể trở thành những người thành công như bây giờ nếu không có sự dạy dỗ từ cha mình. Được biết, phương pháp dạy con của Ezo Musk chỉ gói gọn trong năm nguyên tắc sau đây. 1. Khuyến khích những trải nghiệm mới Elon và các anh chị em của mình đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng trải nghiệm những điều thú vị ngay từ khi còn nhỏ trải nghiệm những điều mới là vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của con người rõ ràng là không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con cái du lịch vòng quanh trái đất nhưng những trải nghiệm mới như việc tham gia các khóa học tìm hiểu về một lĩnh vực đặc biệt hay cho con cái tìm hiểu văn hóa và đời sống của các dân tộc khác các đất nước khác qua sách báo phim ảnh cũng có thể giúp những đứa trẻ có thêm các trải nghiệm đáng quý Hai, ngay cả những người hướng nội cũng có thể là những nhà lãnh đạo thành công. Cha của Elon mô tả người con thiên tài của mình là một người hướng nội và cho biết ngày còn nhỏ, nếu ở trong một bữa tiệc, nhiều khả năng Elon sẽ tìm đến thư viện của chủ nhà và xem qua sách của họ hơn là hòa mình vào đám đông. Từ đó có thể thấy rằng, ngay cả người hướng nội nhất cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Như Elon đã chứng minh, trở thành một người suy nghĩ hướng nội có thể thúc đẩy những ý tưởng lớn và đây cũng có thể là một vũ khí tối tân giúp ích cho khả năng lãnh đạo của mình. 3. Ba, không bao giờ là quá sớm để con bạn khám phá sở thích của mình. Khi Elon mới 11 tuổi, cha anh đã đưa anh đến một buổi thuyết trình về máy tính. Vào cuối bài giảng, Elon đã cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới trò chuyện về máy tính. Ngay sau buổi thuyết trình, các chuyên gia đã gợi ý cho Elon việc mua cho Elon một chiếc máy tính và đây là bước đầu để Elon tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình. Do vậy, khi một cái gì đó mới xuất hiện và nó thu hút sự quan tâm của bạn hoặc của con bạn, hãy cho chúng được tự do tìm hiểu và khám phá điều đó. 4. Dù bạn giàu có đến đâu, tinh thần trách nhiệm trong công việc phải đặt lên hàng đầu. Khi còn sinh sống tại Nam Phi, gia đình Elon mất được biết đến là gia đình khá giả. Tuy nhiên, Ezomert vẫn luôn yêu cầu các con của mình làm những công việc thường được làm bởi gia nhân và người giúp việc như dọn dẹp nhà cửa và cắt cỏ. Ở thời điểm đó, đây được coi là một việc khá kỳ lạ. Tuy vậy, cách giáo dục này lại tác động khá nhiều đến tư chất trong công việc sau này. Cho dù bạn đã trở nên thành công như thế nào và bạn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ thế nào cho con cái của mình, thì việc rèn luyện cho chúng một tinh thần làm việc trách nhiệm thông qua công việc thực tế là rất quan trọng. 5. Hãy mạo hiểm với con cái của mình Rõ ràng là không phải tất cả chúng ta đều có dư tiền để cho con mình thành lập một công ty riêng ngay từ khi con trẻ như cách Aerosmith đã làm vào năm 1995, khi hai người con trai của ông mới chỉ ở độ tuổi 20. Khi ấy, ông đã cho họ bắt đầu công việc kinh doanh trên nền tảng internet, thời điểm mà thế giới mới chỉ có rất ít người có nhận thức về sự tồn tại của công nghệ này. Sau một thời gian phát triển, giá trị công ty từ 28.000 USD đã lên tới 300 triệu USD sau khi công ty được hai anh em nhà Mớt bán lại. Mặc dù hầu hết chúng ta khó để có được khởi đầu như Elon và anh trai, nhưng việc tin tưởng vào con cái của mình là vô cùng quan trọng. Ngay cả khi con bạn không mang lại lợi nhuận gì từ việc kinh doanh, nhưng những kinh nghiệm từ quá trình xây dựng thương hiệu và điều hành chuỗi kinh doanh cũng mang lại những kinh nghiệm vô cùng thực tế cho các con của mình. Có thể thấy rằng, mặc dù Elon Musk và người cha của mình có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng bất chấp những hiểm khích, chắc chắn rằng những bài học mà từ cách nuôi dạy của Eroğlu dùng để giáo dục con mình là vô cùng hữu ích và có thể áp dụng để nuôi dạy nên những thế hệ doanh nhân có tầm nhìn thay đổi thế giới tiếp theo. nguồn: inc cnbc